Zogon Olamoth. Lorimoth. Rogan Olamoth. Yuri Zogontal. Vâng, Queen không clip nhá, Nguyễn Hải Dương. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với fanpage của Sima. Đây là màn hình máy của Cam Queen. Trong thể loại 22 AC này. Vâng, Quýt đang có một đôi voi, những cái gỗ đầu có thể chấp nhận được. Nói chung là ổn. Hiểu đầu tôi chưa nhìn thấy ở đâu cả. Đôi voi về sớm để tránh cái tình trạng chậm dần. Thế nhà đang chưa được tươi thì tôi chưa nhìn thấy cái chưa thấy nhiều rừng. Mới chỉ có một cái thôi. Quay lại với xi măng này, không biết âm thanh và hình ảnh đã ổn chưa nhở anh em. Dự đoán trước tỷ số, vâng. Duy Anh thử dự đoán tỷ số kèo này xem là bao nhiêu nào. Bùi Kỳ với Phương Mai chưa thấy đâu cả. Này chắc là lại đang đi nấu bánh chưng với nhau rồi. Thế mỗi Nguyễn Hải Dương gương mặt thân quen. Rồi anh em, trong những thời điểm đầu tiên này chúng ta cố gắng like và share thật mạnh hơn nữa được không? Cổ vũ cho Cam Quýt cũng như là xi măng trong kèo đấu này. Thế nhà cảm giác vẫn đang hơi gọi là không được mắc binh dành cho xi măng. Rừng thì ổn nhưng mà mặt trước thì lại đang rộng quá. Thế bây giờ anh sẽ cơ cấu kiểu gì đây? Chúng ta quay trở lại với Cam Quýt. Hiêu đầu đây rồi, một bầy hiêu to. Trên không biết là quả phụ hay là cái gì. Đúng là quả phụ. BB ngày hôm nay không phải cặp với tiểu màn thầu như mọi lần nữa mà anh cặp với Dương Cỏi. Đánh với thầu thì chiến thuật sẽ là một người đi dâng A, còn một người sẽ đánh chủ lực. Nhưng Bi và Dương Còi thì Dương Còi thấy là thiên về cái việc đánh chủ lực tại nhà hơn là đi dâng A. Trả phí đấy, trong ví hộ ừ. Cho anh 10.000 chai nước là được. Được. Thank you. Ngọc Oanh này, rồi chào Ngọc Oanh nhá. Tưởng Oanh về quê mà lại lên online với anh em rồi. Mưa đấy à. Kèo này cửa dưới á, Nguyễn Đắc Tùng em thấy là cũng không dưới lắm đâu. Cũng cân cân thôi. Trường thì chẳng thích ăn cơm. Ăn Oanh thì được, ăn cơm làm gì. Bởi đấu mà chúng ta thì thấy là Quýt đang muốn đánh tại nhà. Đây là xi măng. Bài đấu mà anh một phía trên này. Cả hai đều đánh tại nhà rồi. Homus.
Vào đánh 22 AC nhá Hoàng Ngọc Quyết ơi. 22 AC cho nên là không có bảng quân. Con gì thích ăn xương á? Cái này thì nhiều con lắm. Em có thể Google ra. Đâu có phải mình chó thích ăn xương đâu. Rồi như vậy là cùng cánh với cầm 18 dương còi. Có lẽ là một cái khu vực 8 giờ. Chúng ta lên đời sớm hơn bên kia, bi lên đời muộn nhất bản đồ. Lấy một bài không được mắc binh dành cho bi. Bên này thì cam quýt đang cơ cấu ở mặt bên này. Chỉ là 4A trong thời điểm đầu thôi. Sẽ đẩy đi luôn. Bona nhưng lên chặt cô hai siêu sớm. Gặp rồi này. Ồ, như vậy là một trận đấu đi dâng A đến từ Dương Còi. Và dâng thẳng vào nhà của Cam Quýt. Hai tên cung rồi. Hai tên 5A đều. Sẽ khá vất vả cho Quýt trong những thời điểm đầu tiên để có thể đỡ được. Bên này xi măng bảo vệ là đang chăn được dân của Dương Cỏ. Và có luôn một tên sang hỗ trợ Cam Quýt thủ nhà. Được đấy. Măng cũng đã tăng đến nhà thứ năm. Rất nhiều dân của cái thủ màu 8 đang chạy rồi và không làm ăn gì được cả. Dương Còi đang là một bài yếu đi rất nhiều. Có lẽ sẽ không sắp được đều quân nữa dành cho Còi đâu. Tôi chưa thấy Bi mang quân đi bắn nhau. Tìm dân màu 8 ra nào. Nó chạy đâu rồi? Ra đều dân. Điều quan trọng là ra đều dân và phát triển đều lên. Ra đều dân cũng như là ruộng. Cam Quýt. Rồi, 4 nó bắt đầu đẩy sang nhà của Quýt nhá. Chú lên dốc đi. Khu vực nhà mình có nhiều những con dốc. Tần này sẽ là một tên mà Quýt hơi khó thủ. Trong đang còn khá nhiều cung rờ đối bạn. Rồi xi măng cũng đang có nhiều quân ở đây. Vào trong nhá, vào trong nhá. Bắt quân ở bên trong đi. Tiếng game lạ là sao nhỉ bạn nhỉ? Tiếng game lạ là sao? Anh em test lại tiếng âm thanh và hình ảnh xem ổn chưa? Rồi chào anh Công LB. Rồi chào Nguyễn Tiến Nam ở Gold Royal. Anh em check lại thử cho tôi tiếng game cũng như là tiếng bình luận nhá. Bi đang chưa mất gì cả. Tờ này thì Quýt đang đông quân hơn. Bi sẽ phải lùi. Bên này thì xi măng. Bi ở khu vực 6 giờ. BA của mình nhá, có cung màu 8 đấy. Măng đúng muốn có một tên ốp vào A của BB. Bi đã tăng lên tới nhà thứ 6 rồi.
Còi vẫn đang ăn hoàng ở đâu đó. Cẩn thận bị bắt quân anh ơi, nó mang quân về kìa. Còi vẫn đang có sức thi đấu. Và quỹ thử quản lên 3 giờ xem. Nhiều khả năng là còi lên đây ăn rồi. Đúng là như vậy. Úi dồi dân này. Chặn đường luôn. Chặn đường đi. Cần phải giết còi sớm. Tham bi đang rất to nhá. Biết ông này làm thực ở đâu. Lại chạy dân vào 3 giờ để có thể ăn gỗ. Tiếp tục là một tấn đẩy đến từ Bi lên nhà của Cam Quýt. Xi măng có thừa một tấn cơ hội để lọt vào nhà Bi hay không? Măng đang là 66. Dự đoán tham Bi chắc phải tầm 8 mấy rồi. À, mấy hoặc 9 nick rồi. Bị đang sóc dần khá trâu. Đi qua đằng dân 18 kìa. Quy trận này thế nhà hơi sâu. 2v1 vào chúng ta hơi khó đỡ. Là khá căng khi mà đội bạn cứ ép liên tục như thế này, chúng ta không thể quấy được vào nhà của BB. Chuyển sang máy máy của Sima. Lượng ruộng thì anh đang rất nhiều. Gỗ cũng đang nhiều nhá. Chưa thể tăng A lên được. Rồi cố gắng lên nào. Cố gắng đánh khỏe lên. Tăng A đều. Sóc châu quân. Báo về là Bi cũng chưa đào vàng. Tham họ tầm 9x hoặc là 1 lít. Không biết màu 8 bây giờ làm ăn ở đâu. Nhiều khả năng vẫn quanh khu vực 3 giờ thôi. Rồi, sẽ bắt được tên này. Bắt được tên quần hơn chục con này của Dương Còi. Hay lắm. Khả năng Còi sẽ hết đồ chơi sau tình huống này. Chúng ta cũng nằm xuống không ít. Không đào vàng. Bi chưa thấy đào vàng. Thì vẫn đang muốn đánh trâu ở đời ba. Đây rồi, đây. Bình tĩnh. Bi đang muốn bắt tên quân này của Zimang. Cậu chạy quách tỉnh vào nào. Thằng kia đang bị vẩy e đấy.
Ô kìa, ngay sát nhà mình luôn. Ngay sát nhà mình luôn. Tân dân của màu 8. Nhìn không thấy mà ngay sát mép bản đồ đó. Liệu có tân đột biến không? Thỉnh thoảng cấu gì ở chục thằng nông dân cũng được, cũng được. Ăn thêm gỗ đi. Mười hai giờ đấy, thẳng đỉnh 12 giờ luôn. Bi đang có tơn ảo kìa. Bi đang có một tơn ốp ảo vào nhà của Simang. Có dốc nhá. Cái này là một tơn có dốc đấy. Bi đang dồn rất nhiều quân lên. Cam quýt. Quýt đang chỉ là 40, quýt cũng không có nhiều quân trong thời điểm này. Chúng ta thì thấy là Bi đang quá nhiều dân. Quýt đang có một tình huống đi quấy. Hiệu quả là tương đối cao. Bi sẽ mất tay tại nhà. Quan trọng là xi măng. Cố gắng để đỡ tên này. Đông quá, Bi nó dồn tên đông quá. Đào vàng rồi. Bắt đầu đào vàng đến từ Bi rồi. Bi sắp quá trâu dần. Khá đáng tiếc. Rồi, coi như là test tay trong trận đấu đầu tiên này. Không một trong xe đấu đầu tiên. Các bạn cái thế nhà của Quýt trận này cũng hơi xấu nữa. Hai nhà đối bạn đẩy vào Quýt hơi khó đỡ nhà.